Em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video test về con MD Tech 5MK2. Con này là một con giải mã 24 bit và không cần đĩa mồi. Máy được thiết kế mặt màu trắng bạc. Rất hiếm có một model MD là màu trắng bạc. Em xin quay cái bề mặt cho các bác xem này. Mặt rất đẹp, không có vết xước nào luôn nhé. Cả nâng này. Đây, nâng đây. Góc cạnh này, nâng đây. Đó. Không có một vết nào luôn. Đẹp xuất sắc. Quay trực tiếp này. Bị nhấp một tí cấn chỗ này thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Đấy, máy rất đẹp. Và bây giờ em xin test chạy đĩa MD. Test mắt đọc cho các bác. À, đút đĩa này. Con này chạy mắt phổ thông KMS260 của Sony. Rất trâu bò và dễ thay thế này. Bấm play này. Em lết bài nhá. Lết nhanh bài 7 luôn. Lên bài 13 luôn. Lách nhát về luôn này. Bài 1 luôn này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn giải mã không cần đĩa mồi nhé. Thì con này nó có 2 cổng input. À, 3 cổng input gồm có 2 cổng quang 1 và quang 2 và một đường analog. Thì em đang cắm đường input 1 à, digital 1 hoặc đường digital 2 nó ở mặt trước này. À, thế cứ bịt nó vào đã. À, để ốp 1 này. Và các bác sẽ ấn nút record cho em. À, con này chỉnh được volume nhé. À.
bây giờ thì hướng dẫn các bác cách xóa đĩa và ghi đĩa. Em ghi trực tiếp từ trên tín hiệu quang từ TV này. Bác ấn edit cho em này. Bác xoay này. Edit này. Hai lần này. Complete này. Đấy, nó đã hiện chữ blank disk là đĩa trắng. Các bác cho đĩa ra để xóa chương trình khỏi đĩa. Đấy. Và các bác vẫn ấn nút record bình thường cho em nhé. Ấn thêm play nữa. Sẽ ấn top, ấn chạy lại này. Cho đĩa ra. Đấy. Đây, em sẽ ấn nút giải mã lại này. We'll be right back.